Chào tất cả các bạn, và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, xin mời các bạn đến với tuần tham vấn du học trường Curtin Singapore tại văn phòng đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương. Và tới với tuần tham vấn du học thì các bạn sẽ được cung cấp thông tin chi tiết về Singapore, cơ hội việc làm cũng như là những suất học bổng giá trị của trường trị giá lên đến 145 triệu Việt Nam đồng. Bên cạnh đó thì các bạn còn có cơ hội nhận được nhiều quà tặng trị giá để chào đón các bạn tân sinh viên nhập học năm 2014. Và đến với trường Curtin thì các bạn được học tập tại một trường đại học và được trang bị với các phương tiện giảng dạy mang tầm quốc tế và có mối quan hệ đối tác rộng lớn với các doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, hoàn thành khóa học trong thời gian ngắn để tiết kiệm được chi phí cũng như là có thể xây dựng được sự nghiệp cho bản thân mình sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa, đảm bảo được bằng cấp cũng như là cam đoan về chất lượng giáo dục, không để xảy ra bất kỳ cái rủi ro gì cho sinh viên, và cơ hội chuyển tiếp sang các cơ sở đào tạo khác ở thành phố Sydney hay là Perth tại Úc với thủ tục hồ sơ đơn giản. Và khi học tại Curtin Singapore thì các bạn sẽ được nhận bằng quốc tế như là các bạn đang du học tại Úc, với mức học phí và chi phí sinh hoạt thấp hơn 40%. Và được thành lập năm 1968 thì Curtin là một trong những trường đại học công lập hàng đầu ở Úc, và trường cũng nằm trong top là 3% các trường hàng đầu thế giới. Năm 2008 thì Curtin được thành lập chi nhánh thứ tư tại quốc đảo Sư Tử, và đây là một trong những trường đại học uy tín được cấp chứng chỉ EduCert. Đây là chứng chỉ cao nhất về giáo dục của chính phủ Singapore, và toàn bộ các khóa học của Curtin Singapore thì hoàn toàn là giống về cấu trúc cũng như là nội dung giảng dạy hình như là ở Úc, và sinh viên được nhận bằng tương đương thi du học tại Úc với mức học phí thấp hơn 40%. Đặc biệt sinh viên có thể chuyển tiếp sang các cơ sở đào tạo của Curtin Úc, và với thủ tục hồ sơ là đơn giản. Mọi thông tin thắc mắc về trường, thủ tục như thế nào, điều kiện để nhận học bổng ra sao thì các bạn có thể liên hệ tới đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam theo địa chỉ quận nhất, quận 5, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số hotline 0838484879 hoặc là 0838382080 để gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn Singapore của Tân Đại Dương có thể hỗ trợ miễn phí cho bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.